Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 âm lịch rồi mọi người. Tức là chỉ còn có 10 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán thôi ha. Thời gian trôi rất nhanh phải không mọi người? Đó, như mọi người thấy thì những cánh mai đã đang nở rộ trên vườn nhà mình rồi. Sở thích của mình chơi bông á mọi người, là chơi từ 23 đổ đi ha. Nó có không khí Tết và nó sẽ vui hơn. Hoa mai này thì mọi người đừng có sợ nó nở trước Tết nha mọi người. Nó đang còn nhiều lắm này. Đó, cái nụ kim đang còn rất là nhiều, đang bung từ từ đây này. Đó, đây là những cái dòng mai rào thôi. Nó nở theo kiểu nở truyền đó mọi người. Đó, cây này cây trồng đất ha. Đó, đây này, mình trồng đất này. Mai tàn ha mọi người, rất là đẹp nha, rất là cao luôn. Mình trồng ngay bên trước hiên cửa nhà mình luôn. Đó, đang còn rất là nhiều nụ ha cả nhà. Đó, nó nở từ bây giờ đến qua Tết là đẹp rồi. Và ngày hôm nay mình cũng sẽ cập nhật lại tình hình nụ bông trên những cây hoa giấy cho mọi người xem và tham khảo ha. Đối với anh chị ba miền đó, mọi người xem căn cứ trên những cây nhà mình và so sánh với cây nhà mọi người ha. Đó, như thế nào là kịp Tết, vừa Tết và trước Tết ha mọi người. Thì đầu tiên lại đến với cái cây quen thuộc này, Sakura Blight Can này mọi người. Đó, cả nhà thấy không, đến đây nó ra rất là đẹp rồi. Đó, hôm nay là 20 rồi ha, còn 10 ngày nữa thì mọi người chơi từ bây giờ luôn ha. Đó, cái này chưa rộ đâu mọi người, cái này thì vừa y Tết luôn đó mọi người. Đó, anh chị nào thích chơi vừa y Tết thì dùng những cái cây như thế này, có nụ như thế này là vừa y Tết đó mọi người. Này thì tầm cỡ 29 ha, 29-30 là nó sẽ rộ hết trên cây nha mọi người. Đó, đây là cây Blight Can ha. Cây này thì chất trồng này mọi người, đó, cũng là 50% là đất ha, 50% còn lại là sơ dừa, chấu sống và phân trùng hoai mục. Đó, chất trồng này anh chị nên tham khảo nhá. Đó, thay vì cái chất trồng huyền thoại như sơ dừa và chầu sống, mọi người có thể thay thế bằng cái chất trồng này này. Đó, cây nó rất là cứng cáp và ra bông rất là đẹp, cây rất là mạnh luôn mọi người. Đó, cả nhà tham khảo ha. Rồi mình cùng qua một số cây nữa, đó là cây vạn hoa lầu này. Cái này thì mình hướng dẫn mọi người làm bông trước Tết này. Đó, cái này thì đối với những anh chị ở miền Trung á mọi người thì tầm 60 ngày ha. Còn đối với những anh chị ở miền Bắc á thì tầm 65-70 ngày. Còn đối với những anh chị ở miền Nam á thì tầm 50-55 ngày ha. Đó, tuy là cái số ngày mình đưa ra như vậy nhưng mà còn phải phụ thuộc vào khí hậu nơi anh chị ở nữa nhá. Và đây không phải là cái số liệu chắc ăn hoàn toàn nha mọi người. Đó, cả nhà nhìn này, ra bông rất là đẹp rồi. Đó, nụ đang cũng đang ra này. Cái này thì cái hoa của nó lâu tàn lắm mọi người, được rất là lâu ha. Cái này thì mình nghĩ phải tầm 30 Tết nó mới rộ đó mọi người. Đó, nụ đang còn rất nhiều ở khu vực ở phía dưới đây này. Đó, bởi vì mình cũng để gần nhà nên nó bị khuất đó mọi người, khuất nắng ha. Cái phía bên ngoài này á và nó tiếp xúc trực tiếp với bầu trời á, nó nở sớm hơn. Còn đối với ở đây thì nó bị cái mái hiên đây này, nên nắng nó chiếu xuống từ 1 giờ nó bị che phủ mất một nửa đấy ha. Đó, một nửa đây rồi dần dần ra ha mọi người. Đó, nhưng mà cây này nói chung là không bị vọt đọt. Nhìn cái tán tròn trịa như vậy là cũng khá ok rồi cả nhà. Đây cả nhà nhìn này, chất trồng cũng như cây kia thôi. Lười làm cỏ ha, cỏ để mọc tốt quá trời luôn mọi người. Rồi, cây này là cây sắc pháo này. Cây này mình chơi lâu lắm rồi mọi người, 3-4 năm rồi ha. Cây tán ô, tự làm mọi người. Rồi mình cùng qua thêm một dòng hoa dây giống mới nữa nha cả nhà. Đây mọi người, đây là cây tím cẩm thạch siêu bông này. Đó, cây này còn 10 ngày nữa thôi là đến Tết thì quá đẹp rồi cả nhà. Quá đẹp với y Tết luôn ha. Thì tầm 23 nó sẽ bung một số nụ nhỏ nhỏ này. Đó, đúng như cái sở thích của mình. Đó, cả nhà chơi như mình thì sẽ rất ok và đẹp mọi người. Đó, cây này mình ghép cũng được lâu rồi mọi người, cũng 3-4 năm rồi. Đó, chất trồng thì cũng như mấy cây còn lại thôi. Nhà mình không có dùng cây nào là sơ dừa với chầu sống hết mọi người. Toàn dùng cái chất trồng 50% là đất ha. 50% còn lại là sơ dừa, chầu sống và phân trùng hoai mục này. Và mình thấy cái chất trồng này khá là tốt nha mọi người. Anh chị em ba miền có thể tham khảo cái chất trồng này của mình ha. Đó, tốt lắm mọi người, cây hoa giấy rất là cứng cây, đồng thời rễ nó không bị xốp nữa. Nó không bị xốp như cái chất trồng sơ dừa và chấu sống, bởi vì cái chất trồng đó khi mọi người không thay định kỳ á, nó lèn xuống á mọi người. Nó trữ nước lại trong cái bầu rất là lâu, cây hoa giấy nó hút nhiều nó bị xốp rễ thôi mọi người. Đó, chất trồng này nó thông thoáng hơn ha. Và mọi người chọn chỗ nào đất tốt tốt một xíu là được. Đó. Thì anh chị em ba miền căn cứ trên cây nhà mình ha. Đó. Đối với những anh chị mà ở miền Trung á ở miền Bắc á, mà được cái cây như vậy nữa, quá ok rồi cả nhà, không phải lo nghĩ gì nữa. Đó, còn những anh chị miền Nam thì như vậy cũng không sao mọi người. Còn có 10 ngày nữa thì mọi người chơi trước một xíu cũng không sao ha. Hoặc là nếu mà chuẩn y và Tết luôn đó mọi người thì cái nụ nó như thế này thôi. Đối với anh chị miền Nam này, đây cái nụ nó như thế này thôi là chuẩn anh chị miền Nam này. Đó, còn đối với những anh chị miền Trung và miền Bắc thì cây như vậy là quá đẹp rồi. Đây là cây tím bướm này mọi người, giống mới ha.
Đó, cái này giống mới, nó cũng đang rộ một số bông rồi. Hôm nay đã là 20 rồi mà. Cái này thì mình cũng be lên mọi người, be lên như cái cây bên này này. Sau đó mình tháo ra này, cả nhà thấy không, cái chất trồng của mình đây. Đó. Không phải mình giới thiệu gì đâu, nhưng mà mình thấy nó tốt thì mình muốn chia sẻ cho mọi người thôi. Đó. Chứ mình cũng không có bán cho cái chất trồng này đâu mọi người. Đó. Và mình thì cũng phải nhà vườn nhá, cũng không kinh doanh buôn bán gì cả. Mình cứ thấy cái nào hay, cái nào tốt thì mình trồng trên vườn nhà mình thôi. Cả nhà nhìn này, cái chất trồng, cái rễ nó săn mà nó căng bóng luôn mọi người. Đó. Bên đây là một cái cây đuôi trồn đuôi cáo này. Họ cả nhà thấy mình làm bông không? Cái dòng này là cái dòng mà chuyên gia vọt đọt nha. Đó, nhưng mà mọi người thấy kênh của mình làm ha. Đó, nó tròn cục luôn này mọi người. Đó. Rất dễ thôi mọi người. Cũng không cần phân thuốc gì cầu kỳ. Chỉ có 7-1 ở trên tán và NPK 3 số dưới gốc. Kiềm chế lượng nước tưới thôi. Chỉ có mỗi vậy thôi đó cả nhà. Đó, không cần phải cả nhà mua quá nhiều phân bón này làm gì đâu. Chất trồng cũng như mấy cây còn lại thôi. Đấy, cả nhà hỏi mình là cái chất trồng của mình có đạt hơn sơ dừa với chầu sống không? Đó, thì cả nhà nhìn đây là biết đấy. Cây hoa giấy ra hoa nhưng mà lá vẫn rất là xanh nha. Đó, xanh lắm mọi người. Xanh và không có dấu hiệu gì bị suy hết ha. Mọi người phải bón phân định kỳ ha. Phân thì một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn luôn nha mọi người. Đó. Đã quá mọi người, nhìn cây này rất là mê ha. Đó, cả nhà mà muốn may mắn tài lộc thì mọi người nên chọn một cái cây đuôi trồn đuôi cáo này này. Đó. Nó đẹp hơn dây Mỹ nha cả nhà. Theo góc nhìn của mình nó đẹp hơn dây Mỹ, hoa nó to hơn và màu nó cũng rất là đẹp. Đây là cái màu gốc của nó nha mọi người, không qua chỉnh sửa. Đây là cây tím tuyết này cả nhà. Đó, tím tuyết này cũng đã rộ bông rồi, nay 20 rồi, 10 ngày nữa chơi từ bây giờ đến Tết luôn cả nhà. Đó. Bông còn nhiều lắm mọi người, không thể hết được bông của nó đâu. Đấy, cả nhà nhìn này, bên trong đây này, quá trời luôn ha, quá trời luôn đây này. Đó, những cái nụ này thì qua Tết vẫn đang, thậm chí vẫn đang còn đó cả nhà. Đó, trời ơi, đẹp quá mọi người. Rất mê cái dòng tím tuyết này nhá. Dòng tím tuyết này thì mọi người nên sưu tầm này. Đó, nó cũng khá là dai bông đó mọi người. Đó. Rồi, còn bên đây là dòng mã lai này mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Cây mã lai này thì nhiều người làm bị vọt đọt lắm ha. Cả nhà thấy mình làm này. Trời ơi, nó trùm trùm, nó cục cục luôn cả nhà. Đã quá cả nhà. Rất là mê ha. Đó. Mình chơi thì mình có kỹ thuật một xíu ha. Mình sẽ được cây hoa giấy đẹp thôi. Đó, cả nhà nhìn này. Đó. Cũng chỉ có NPK 701 trên tán và NPK 3 số dưới gốc ha. 12, 12, 17 này. Hoặc 20, 20, 15 là được như vậy thôi. Chất trồng cũng như những cây còn lại thôi mọi người. Đó. Không có đảo sơ dừa với chầu sống đâu. Mình tự về, mình tự chọn cái chất trồng của mình ha. Đây là giống đổi màu này mọi người. Adana ha. Đó. Cái này thì cũng nụ kim đang còn nhiều lắm cả nhà. Đó. Đang còn đầy này. Đây là cây trắng tuyết này. Đó. Em này thì... rất là cưng mọi người, màu rất là sáng và đẹp ha. Nhìn xa thì nó có màu xanh và cái bông nó nở ra thì mới có màu trắng nha cả nhà. Đó, nhìn cây như một đóa hoa luôn cả nhà. Đây, đây là cây cam ta, đó, cây cam giấy Việt Nam đó mọi người, cũng dâm từ những cái cành nhỏ nhỏ này. Đó, nhìn cái thân bé xíu rồi thôi chứ mình cũng dâm được 2 năm rồi đó mọi người. Giấy thái cũng đang khoe sắc hết rồi mọi người, thái mini thôi ha. Đó, chất trồng đây cả nhà, 50% đất ha, sắc pháo đây mọi người. Ủa, rất là mê cái dòng này ha. Đó, nhưng mà đối với anh chị miền Bắc thì không thích cái dòng này đâu, bởi vì nó dễ đụng đụng đó mọi người. Mình thấy cái dòng sóc pháo này thì anh chị miền Bắc mà chơi á thì 10 năm thì bị đụng hết 9 năm rồi, bởi vì cái khí hậu miền Bắc nó khắc nghiệt có mọi người, cho nên đâm ra nó hơi khó một xíu. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái này mà nó rộ bông hết á, cả nhà không thấy cái ngọn, nó không thấy lá luôn ha, nó chỉ toàn hoa thôi. Rồi, tiếp theo đây là cây hồng gân này cả nhà. Cây này màu đã quá ha cả nhà, rất là đẹp luôn đó, hồng gân đó cả nhà. Cây này nếu mà cả nhà muốn lên màu được như mình á thì mọi người chú ý là đừng có tưới nước nhiều và đừng cho ăn nắng nhiều. Nếu mà cho ăn nắng nhiều cộng tưới nước nhiều thì nó sẽ ra cái màu trắng tinh như vậy này. Đó, còn cái màu đậm hay không á là do cả nhà quyết định nha. Cả nhà để nó trong cái mái che này, mình để trong cái mái che này thì khi rộ bông như vậy thì mình có thể đưa ra được rồi, vì cái màu nó không thể thay đổi được nữa ha. Còn cái khi mà nó còn nhỏ nhỏ nụ kim á, màu nó rất dễ bị thay đổi nha cả nhà. Cả nhà chỉ cho nó ăn nắng 50% thôi. Và bên này á, sáng ra thì nó sẽ mát, còn chiều thì nó sẽ nắng. Mình cho ăn nắng kiểu này nhá mọi người. Thì cây nó sẽ lên màu như màu hoa anh đào rất là đẹp nha. Cái này thì cũng chất trồng như cây hồi nãy thôi mọi người. 50% là đất ha. Rồi mình sẽ đến với cái cách bón phân và tưới nước cho những cái cây này trong thời điểm mà nó đã bung nụ như thế này nha cả nhà. Đây mọi người, phân bón thì mọi người dùng combo này cho mình nhá. Combo đầu trâu 901 ở trên tán. Và mọi người lưu ý nhá, cái thằng 901 này chỉ xịt cho mình duy nhất 2 lần thôi. Bởi vì đây là cái phân hóa học mà kali mà khi nó hấp thụ lâu vô thân á, ảnh hưởng cái cây rất là lâu nha mọi người và rất là hại cho cây ha. Cho nên mọi người chỉ xịt cho mình 2 lần. Xịt cái phân này để làm gì? Để cho nó dưỡng hoa lâu tàn. Đây, nhà sản xuất người ta có ghi rõ rồi này.
Đó, cả nhà thấy không? Thì khi mà bây giờ á, cái hoa nó đã nở bung tung tóe như thế này rồi, hoặc đã đang nụ như thế này hết rồi, thì cả nhà xịt cái 901 này vô thì cái màu sắc hoa nó sẽ rực rỡ lên, nó sẽ đậm màu lên và nó cũng sẽ giúp mọi người lâu tàn, bông nó cứng hơn ha. Nhưng mà chỉ xịt 2 lần thôi, mình thấy 2 lần là đủ công hiệu rồi. Mọi người đừng có xịt 3 4 5 6 7 lần ha. Xịt như vậy thì lúc đầu thì cây nó không sao đâu, nhưng mà nó hấp thụ cái lượng kali vô trong thân nhiều mọi người, nó không đào thải ra được á. Cây sau Tết nó sẽ ra bông liên tục và nó sẽ làm suy chết cành bỏ nhánh trên cây hoa giấy ở nhà mình nha. Mặc dù cả nhà xả tàn, cả nhà bón phân kích đọt nhưng mà nó không ra đọt đâu, bởi vì kali nó chưa đào thải ra được, cho nên nó sẽ tiếp tục ra bông nha cả nhà, rất là nguy hiểm luôn. Và cái phân thứ hai đó là cái phân humic bén rễ. Đây, cả nhà muốn mua giống mình thì có thể lên Shopee đặt, còn không thì cả nhà không nhất thiết phải mua giống mình đâu, cả nhà có thể ra những cái tiệm phân bón gần nhà á, mọi người mua humic dạng nước mà mọi người lật cái công dụng lại, mọi người đọc nó hay một xíu, nó tốt một xíu ha. Và đặc biệt nó có cái mà giải độc cho cây trồng á. Đây này, mình sẽ đọc sơ cho cả nhà nhìn này. Đó, giúp hạ phèn này, giảm mặn này, giải độc hữu cơ, thuốc cỏ, các loại hóa chất xử lý ra hoa. Mình thích nhất là cái công dụng này của nó nha mọi người. Các loại hóa chất xử lý ra hoa. Đó, khi mọi người xịt siêu luân, siêu kali rồi nhiều cái KN3 vô ha. Đó, thì mọi người dùng cái phân này để đẩy ra khỏi cây này, để cho nó giúp nó tốt hơn mọi người. Này, giúp cây trồng mới mau bén rễ, giúp tái tạo bộ rễ cây trồng sau một vụ thu hoạch này, giúp hồi phục bộ rễ của cây đã bị hư tổn này, giúp cây mau ra đọt non dài mập và xanh. Đó, cả nhà thấy không? Thì khi mà cả nhà dùng cái phân này cho cái cây hoa giấy á mọi người, thì nó sẽ hấp thu vô và nó sẽ đẩy dinh dưỡng lên trên những cái bông này. Đó, thứ nhất là sẽ có dinh dưỡng nuôi bông đã ha. Bởi vì khi bông to như vậy rồi thì nó sẽ đẩy hết dinh dưỡng lên, nó nuôi bông, giúp cái bông nhà mọi người được căng, cứng và mọng, màu sắc nó đẹp hơn và cũng sẽ lâu tàn hơn cả nhà. Mặt khác nó cũng sẽ hồi phục những cái rễ tơ cho mọi người khi mọi người bón phân hóa học kích bông ha. Bón rất nhiều phân hóa học trong lúc kích bông á, những cái dòng đó thì nó đi vô cây hoa giấy á, nó tàn phá cây hoa giấy rất là kinh khủng mọi người. Mọi người chưa thấy được nó đâu, khi sau Tết mọi người chơi cây hoa giấy nó sơ xác, nó hư hết luôn mọi người. Đó, thì mọi người bón những cái dòng humic này vô để cho nó giải độc cho cái cây trồng ha. Hoặc mọi người có thể sử dụng những cái phân bón rong biển đó mọi người. Rong biển nó cũng giải độc cây trồng rất là hiệu quả này. Đó, để nó đào thải hết những cái độc tố, những cái kali, những cái hóa chất xử lý ra hoa ra ha. Và đồng thời khi bón những cái phân hóa học vô để kích bông cho cây hoa giấy á, nó bị cháy một số rễ tơ của cây hoa giấy này. Bón phân này vô nó cũng sẽ thúc đẩy phát triển cái bộ rễ, nó đâm những cái rễ tơ mới ra, thì giúp cây nó hồi phục và nó có rễ tơ mới thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng được mạnh hơn và cây nó sẽ không bị suy sau Tết nha cả nhà. Đó, và cái lượng nước tưới bây giờ đối với những cây như thế này này, nụ như vậy thì mọi người vẫn phải kiềm lại ha. Còn đối với những cây mà đã nở bông như thế này đó, và như thế này và như thế này đó, thì cả nhà tưới nước thoải mái cho mình. Tưới nước thoải mái để làm gì ạ? Thứ nhất là cái màu sắc nó được đẹp hơn và cánh hoa nó không bị nhăn và nó cũng sẽ hỗ trợ mọi người lâu tàn hơn nha. Cả nhà để ý đi, cả nhà mà còn hãm nước vào thời điểm này nữa, cả nhà tưới ít nước á, cái bông nó tự héo xuống mọi người và nó sẽ rụng rất là nhanh luôn, và cái màu sắc nó lợt lợt, nó phai bông nhanh lắm mọi người. Ví dụ như trời nắng á, mọi người tưới cho mình 3 lần, sáng, trưa, chiều, nếu mọi người trưng ngoài nắng không á mọi người. Đó, còn nếu mà trưng ở trong mát râm râm thôi thì mọi người tưới cho mình ngày một lần là được rồi. Nhưng mà phải đảm bảo cho cái bầu đất nó khi nào cũng phải ẩm nha mọi người, đừng có để khô ha. Để khô thì cái nụ ở trên cây nó tàn khá là nhanh đó mọi người. Rồi, nếu cả nhà thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một nút like này, một nút đăng ký kênh. Mình sẽ ra những cái video tiếp theo chăm sóc hoa giấy cho cả nhà tham khảo nha. Mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.